tác động kép lên hệ thần kinh, diệt trừ nhanh tạng thì mấy anh chị lấy thằng Rốt 2 hoặc là thằng B1. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Bữa nay là ngày 25 tháng 1 âm lịch, thì tới cái cử phun thuốc cho mai của em, cử thứ tư mấy anh chị. Thì cái bữa 23 vừa rồi đó, em có ra một cái video chia sẻ đến mấy anh chị là em chuẩn bị hai cái loại thuốc này nè, để phun cho mai của em cử thứ tư. Là bữa nay là ngày 25 là đúng cử phun mấy anh chị. Thì bữa nay em sẽ pha thực hành cho mấy anh chị coi về cái cách pha của hai loại thuốc này như thế nào hả mấy anh chị. Còn cái cử phun thứ nhất, cử phun thứ hai và cử phun thứ ba vừa rồi đó thì em đã giao video rồi, cho nên trong video này em không có nói lại để không có làm mất thời gian của mấy anh chị mà đã xem video rồi đó. Còn mấy anh chị nào mà chưa xem thì có thể lục lại để mà biết được mấy cái loại thuốc mà em phun cử thứ nhất, thứ hai, thứ ba nha. Thì đầu video này em chia sẻ đến mấy anh chị một số việc mà mình phải biết để mình chăm sóc làm sao cho cái cây mai của mình nó đạt cái hiệu quả nhất mấy anh chị. Thì em cũng thường hay nói với anh chị là năm nay á, dịch bệnh bội chỉ á, nó xuất hiện rất là nhiều. Phun thuốc từ 4 đến 5 ngày mình phải phun theo định kỳ một lần mấy anh chị. Cái con bội chỉ thì nó ăn trên cái lá mai non. Sau khi mình phun và mình chăm sóc cái bộ lá nó tốt rồi thì khoảng 2-3 tháng gì đó lá mai mình nó xanh, nó già lại thì cái con bội chỉ nó ít mấy anh chị. Thì từ đó về sau á, thì mấy anh chị phun giảm lại có thể là 7 đến 10 ngày mình phun một lần ha, mình giảm phân thuốc. Còn lúc này là lúc cái con bội chỉ nó xuất hiện rất là nhiều trên các loại cây dao màu luôn đó mấy anh chị. Còn về chất trồng của cây mai thì mấy ngày vừa qua cũng có một số anh chị hỏi là cây mai anh xả tàn rồi tại sao nó không đâm chồi đẻ nhánh. Thì thông thường nếu như một cây mai nó mạnh đó, mấy anh chị xả tàn rồi từ cái ngày mình xả tàn tới ngày đâm chồi là khoảng 15 đến 20 ngày đó mấy anh chị. Còn yếu gì là khoảng 30 ngày. Còn trường hợp mà mấy anh chị mà đã xả tàn rồi mà tới 30 mấy 40 ngày mà chưa ra chồi ha, thì trường hợp này cây mai của mấy anh chị chắc chắn là yếu. Cây mai mạnh là khoảng 15 ngày là bắt đầu nó bung chồi mấy anh chị. Em cho mấy anh chị coi cái cây mai này. Nào, ví dụ như hai cây mai này thì hôm Tết nó em ghép cũng được vài tháng mấy anh chị. Hôm Tết này em cũng vẫn cho bông được nhưng mà bông nó ít. Sau khi cho bông rồi thì em để bộ tàn nó như thế này, em không cắt gì hết, để cho bộ lá nó xanh đi. Lúc đó mấy anh chị xả tàn nó, lúc đó cái nhựa trong thân và trong nhánh lúc đó nó đã mạnh mẽ rồi thì mấy anh chị xả tàn thì bắt đầu nó sẽ bung chồi rất là mạnh mấy anh chị. Còn cây mai của mình mà nó yếu, nhất là những cây mà mình đem vào trong nhà hay hoặc là những cây mình mua ngoài chợ mình không có rõ nguồn gốc đó, mấy anh chị cho bông Tết rồi mà nó yếu, rất là yếu mà mấy anh chị xả tàn liền luôn, thì cái tỷ lệ mà nó bị chết chi bộ nhánh hay hoặc là nó không ra được mới luôn, giống như mấy anh chị nó hỏi em đó, thì cái tỷ lệ này nó rất là cao. Mấy anh chị muốn xả tàn cho cây mai sau Tết thì đòi hỏi cây mai mình nó phải mạnh. Nếu cây mai mạnh, mấy anh chị xả tàn rồi thì trong vòng 15 đến 20 ngày là bắt đầu nó sẽ đâm chồi mấy anh chị. Ví dụ như cây mai này của em thì em nuôi nó thì em hiểu cái ý nó rất là mạnh, cho nên em xả tàn ở bữa mùng 10 Tết á. Thì bữa nay là ngày 25 cũng là 15 ngày rồi. Thì mấy anh chị coi là nó ra, thấy không? Cái cây mai mạnh rồi á, mấy anh chị xả tàn rồi nó ra tứ hướng luôn, nó ra tùm lum tứ la hết. Còn về chất trồng á, mấy anh chị cần lưu ý dùm em là sau khi mấy anh chị cắt cái tàn nó rồi á, thì nó không có lá đúng không? Thì nó không có lá tất nhiên là không cần tưới nước nhiều mấy anh chị. Mình luôn luôn giữ cái độ ẩm, có nghĩa là không khô quá cũng không ướt quá. Mấy anh chị mà không tưới có nghĩa là nó khô khan luôn á, nó cũng bị ảnh hưởng đến cây nữa. Tình huống này thì cái tỷ lệ nó hơi thấp. Còn mấy anh chị mà tưới nước nhiều quá thì nó bị thối rễ si cây rồi nó không đâm chồi đẻ nhánh. Cái tỷ lệ này thì chiếm rất là cao đó mấy anh chị, cho nên mấy anh chị cần lưu ý là mình luôn luôn giữ độ ẩm ha, giữ độ ẩm cho chất trồng của mình không khô quá nè, rồi không ướt quá, lúc nào chất trồng mình nó cũng có cái độ mát mát á mấy anh chị. Còn mấy anh chị muốn ngon lành, sau khi mấy anh chị xả tàn xong thì mấy anh chị đem vào trong bóng râm hoặc là che nhà lưới cho nó, đừng có để nắng gắt quá. Nhiều khi cây mai trong chậu mình canh cái lượng nước rất là khó mấy anh chị. Mình nếu như mình để nó ngoài nắng chang luôn á thì mình canh cái lượng nước nó rất là khó, mình cũng không biết được như thế nào là nó khô quá, như thế nào gọi là nó ướt quá nữa, cho nên nhiều khi mình canh rất là khó. Mấy anh chị đem nó vào trong mát rồi để trong lưới lam, để trong lưới lam á, rồi từ đó về sau mấy anh chị dễ canh nước lắm. Có nghĩa là mình nhìn vào chất trồng của mình nó không có khô mấy anh chị, mà trong lúc mà nắng lên đó chất trồng mình nó cũng không có nóng nữa, nó nó mát cây mình đâm chồi rất là mạnh. Em sẽ cho mấy anh chị coi mấy cái mai ghép này của em. Thì mấy cái mai ghép này mấy anh chị, em ghép cũng được tháng, em cũng có giao phun thuốc, cũng tưới qua cho nó hết 2 cữ rương rễ rồi, rồi cũng phun cho nó hết 3 cữ thuốc rồi đó mấy anh chị. Thì mấy cái đó em đã giao video hướng dẫn hết rồi. Thì chắc trồng trong chậu nó thì mấy anh chị coi bộ tàn của nó nè, nó vài nhánh lưa thưa thôi. Mấy anh chị không được tưới nước nhiều, giữ độ ẩm giống như em nói bữa nãy, không khô quá cũng không có ướt quá ha, giúp chắc trồng mình lúc nào nó cũng thông thoáng lạnh lạnh như thế này. Thì ngày mai này là tới cái cữ em tưới rượng rễ cữ thứ 3 sau Tết nó rồi mấy anh chị. Thì ngày mai này em sẽ ra một cái video để mà chia sẻ đến mấy anh chị cái cách mà em kết hợp dưỡng rễ với hữu cơ, tưới cho mai của em cữ thứ 3 nữa như thế nào nha. Từ hôm Tết giờ em tưới 2 lần rồi, trên tàn thì em phun 3 lần rồi, bữa nay phun 1 lần nữa là lần thứ 4. Rồi em sẽ cho mấy anh chị coi mấy cái mai nhỏ này, bữa hổm nó bị bộ chỉ ăn rất là nặng. Thì sau khi em phun cữ thứ 3 rồi thì bộ lá bữa nay nó hồi phục, nhìn nó cứng cáp, cái bộ lá nó muốn ngon lành đó mấy anh chị. Thì mấy tháng nắng này bộ chỉ nó xuất hiện rất là nhiều, 4 đến 5 ngày mấy anh chị phải phun phòng ngừa 1 lần nha. Khi mà bộ lá mình nó xanh nó già như thế này là bộ chỉ nó ít, nó không còn ăn nữa mấy anh chị. Còn cái vấn đề trong lúc mà cây mai của mình mấy anh chị mới xả tàn, mấy anh chị cắt trái cắt bông bỏ thì trong lúc này mấy anh chị không có được bón phân hóa học. Mấy anh chị muốn ngon lành thì không được bón phân hóa học nha, chủ yếu là mình tưới rượng rễ cho nó thôi. Còn trên tàn chủ yếu là mình sử dụng phân hữu cơ. Em ở đây thì trên tàn em phun 2 cái loại phân hữu cơ, một là thằng Rot 2 nè, 2 nữa là cái thằng phân bón lá B1. Thì thằng B1 với Rot 2 này nó cũng tương đồng với nhau mấy anh chị, nhưng mà cái thằng B1 nó có chức năng là nó giải độc cho lá mai của mình sau Tết luôn. Nói chung á, lúc cây mai mình nó còn non như thế này, nó còn tơ như thế này thì chủ yếu mấy anh chị muốn cho ăn phân là cho ăn phân hữu cơ nha. Còn mấy anh chị cho ăn phân hóa học thì cây mai của mình nó rủi ro nó hơi cao. Ví dụ như là mấy cây mai mà nó đang nhú mầm như thế này nè, ví dụ như cây mai này nó đang nhú mầm như thế này nè, thì mấy anh chị có thể là lấy thằng rượng rễ á, rượng rễ với thằng humic. Nếu mấy anh chị tưới humic rồi thì lấy thằng rượng rễ cộng với thằng Rot, mấy anh chị tưới nó là nó sẽ ngon lành thôi. Còn trên tàn này á, thì mấy anh chị lấy thằng Rot 2 hoặc là thằng B1 rồi mình cộng với thuốc sâu bọ chỉ mình phun lên tàn, như vậy là ngon lành mấy anh chị. Mai của mình trong cái giai đoạn này á, nó vừa ra 1-2 cây đọt thôi. Mấy anh chị muốn ngon đừng có nên bón phân hóa học, chủ yếu là mình tưới rương rễ N3M rồi cộng với hữu cơ Rot rồi đó, mình tưới vào gốc ha. Trên tàn thì mấy anh chị phun Rot 2 hoặc thằng B1 cộng với thuốc sâu. 4-5 ngày mình phun 1 lần mấy anh chị. Còn chắc trồng trong chậu thì 1 tuần lễ 10 ngày. Nếu mình thấy nó khô hoặc là tới cữ mà mình tưới đó thì mình lấy N3M cộng với các loại phân hữu cơ mình tưới cho nó. Ví dụ như mình tưới bữa nay thằng humic rồi thì tuần sau á, mấy anh chị có thể là lấy thằng N3M cộng với thằng Rot mình tưới ha. Nghĩa là mình tưới và mình phun mình phải xen kẽ với nhau mấy anh chị. Nhưng mà chủ yếu là mà lúc này là sử dụng hữu cơ thôi hết mấy anh chị. Rồi thì em sẽ quay lại với cái vấn đề pha thuốc mấy anh chị nha. Đây là chai B1 mấy anh chị. Cái chai này của em là nó có khối lượng là 1 lít nè. Cái chai B1 nhỏ của em vừa rồi em chia sẻ đến mấy anh chị đó, là cái chai đó nó có khối lượng là nửa lít. Cái chai này em vừa đi ra ngoài vườn mai của ông Dượng đó, em chia lại của ổng nè. Thì chức năng của thằng B1 này là nó có chức vụ là kích rễ, đâm chồi mấy anh chị. Ví dụ như mình phun lên tàn của cây mai mình thì nó hỗ trợ cho cây mai của mình mau đâm chồi đẻ nhánh, nó hài hòa. Nó là loại phân bón lá hữu cơ sinh học hả mấy anh chị. Và trong này nó hướng dẫn mình sử dụng, trước khi sử dụng là mình phải lắc kỹ. Còn về liều lượng pha thì mình pha 40 đến 60 cc cho bình 16 lít nước. Mấy anh chị trồng nhiều trồng ít thì mấy anh chị mua về rồi mấy anh chị xem những hướng dẫn, rồi mấy anh chị tính toán ra cái lượng nước và thuốc để mình pha phun cho nó hợp lý hả mấy anh chị. Thì cái công dụng của nó là phân bón lá vi lượng, kích rễ đâm chồi nè, chế phẩm là một hợp chất được chiết xuất từ cây Yucca này của Nhật Bản, có chứa các chất kích thích điều hòa sinh trưởng vitamin B1 có nguồn gốc từ hữu cơ thực vật, quả sắt, phúc hợp, giúp hạt mọc mầm mạnh, giúp cho việc cấy ghép được dễ dàng, tăng cường sự sinh trưởng cho bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Thằng này nó giải độc hả mấy anh chị? Nó tựa như đường dốt với mấy anh chị. Gia tăng sản xuất, chiết diệp lục, tạo sự quan hợp, trao đổi chất dinh dưỡng, làm cho cây khỏe mạnh, gia tăng sức đề kháng của cây, chống hạn, rồi chống hạn bệnh, sự khủng hoảng lúc cây sinh sản và sau thu hoạch. Thì nói chung em đọc như vậy thì mấy anh chị sơ sơ như vậy thì mấy anh chị không có làm mất thời gian của mấy anh chị á. Còn về cách pha thì mình pha từ 40 đến 60 IC cho bình 16 nước ha. Đây là loại phân hữu cơ giúp cho cái mầm của mình nó mau mọc hơn đó mấy anh chị, mình hỗ trợ ha. Trên tàn thì trong lúc này mai của mình sử dụng là loại phân hữu cơ, phân bón lá sinh học như thế này. Thằng này hoặc là mấy con rót. Ví dụ như từng này mấy anh chị phun rót, từng sau mấy anh chị có thể kết hợp thuốc sâu với con này nè. Bỏ con rót ra, mình phun xen kẽ như vậy mấy anh chị. Còn đây là thuốc sâu gắt. Tên của nó là gắt, là gan vậy đó. Nó như thế này mấy anh chị. Cái này ông Dượng ông chia sẻ lại nè. Cái thằng này thì ông Dượng nói là nó phun cho cây sen của mình rất là hay mấy anh chị. Thì mấy anh chị cũng biết rồi, cây sen của mình con trùng á nó rất là nhiều, mà nó phun cho cây sen là nó rất là hiệu quả. Và mình mua về mình phun cho cây mai của mình nó cũng rất là ngon mấy anh chị. Là sự kết hợp hoàn hảo nè của hai hoạt chất lưu dẫn mạnh, tác động kép lên hệ thần kinh, diệt trừ nhanh chóng và ngăn chặn sự bùng phát của bọ chỉ, nhện, dế và rầy nâu mấy anh chị. Hướng dẫn sử dụng là mình pha 25 cho bình 25 lít nước, có nghĩa là 1 ml cho 1 lít nước đó mấy anh chị. Rồi thì trong lúc như thế này nè, mấy anh chị muốn mua thuốc như thế này thì mấy anh chị chụp màn hình lại, rồi mấy anh chị lên Facebook nè, hoặc là Lazada, hoặc là Shopee đó mấy anh chị. Mấy thằng này đều có hết. Rồi mấy anh chị mua về nha. Chỗ ở của mình có thì mình khỏi lên mạng mua, còn nếu mà chỗ ở mình không có thì mấy anh chị lên mạng mua ha. Rồi thì em nói như vậy thì mấy anh chị cũng đã hiểu rồi ha. Đó rồi thì cuối video thì em xin chúc cho cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn nha.